Thưa quý vị, vào ngày mai thì áo bib và trang phục thi đấu của giải marathon quốc tế VTV LP Bank sắc màu hoàng hôn Cát Bà năm 2024 sẽ được phát tới tay của các runner tham dự giải. Mặc dù đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức nhưng ban tổ chức đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt trang phục. Và trong bản tin 360 độ thể thao tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là trang phục tại giải năm nay sẽ có những điều gì đặc biệt. Gần một tháng qua, 20 công nhân của công ty cổ phần PR Sport đã làm việc gần như liên tục để sản xuất, hoàn thiện những trang phục cho giải chạy quốc tế Marathon VTV LP Bank. Trọng lượng cái áo nó chỉ rơi vào trên dưới 60 gram trên một cái áo t-shirt thôi. Với áo singlet thì còn nhẹ hơn nữa. Nó lại không giữ nước, không giữ mồ hôi nên nó làm cho người vận động, đặc biệt của trong chạy bộ thì sẽ nhẹ hơn, thoáng hơn. Làm cảm giác thoải mái và nâng hiệu suất khi chạy bộ. Marathon VTV LP Bank 2024 cũng là giải đấu hướng tới sự thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng các vật liệu đặc biệt ngay từ những thứ nhỏ nhất. Chiếc áo này sau khi là thì chúng tôi đóng gói vào một cái nhìn cứ như ni lông, nhưng thực tế ra đây không phải là ni lông như bình thường đâu ạ. Cái này là chúng tôi làm bằng tinh bột và đây nó có bảo vệ môi trường. Đây là cái con dấu. Với cái túi này thì sẽ phân hủy sau 6 tháng. Những trang phục của các runner hứa hẹn sẽ ngập tràn màu sắc khi sải bước qua các trạm bột màu. Sẽ chẳng có chiếc áo nào giống nhau sau khi về đích. Và đó sẽ là một kỷ vật đáng nhớ cho những người tham dự Marathon VTV LP.